cơ. Nên hướng về cơ. Cho tay. Chào. Em tay. Veteran Day, mời anh Trang có những ngày hôm nay chúng ta duy trì lặng thầm, nhưng bởi vì cái tình trạng COVID-19 này, cho nên là bên tổng hội của chiến binh của Hoa Kỳ Cao Ty không có tổ chức cái ngày diễn đàn đó, thì tôi xin đại diện cho chiến binh Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam chưa rồi các anh em đến để chúng ta có một lễ chào cờ nho nhỏ trong nội bộ của chúng ta để gọi là tưởng nhớ và vinh danh tất cả những quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân nhân của Hoa Kỳ đã nằm xuống cho cuộc chiến 21 năm của Việt Nam Cộng Hòa. Gentlemen, today is the Veteran Day of America. Because of the virus of the COVID-19, we cannot organize it. The parade downtown like they usually. So our chapter, the Vietnam Veteran of American Chapter 201, who just organized this small flag ceremony here to honor and also to remember our military. U.S. military has fallen from the recent war. So happy that right. Tell you that when I was over there in 68, we did all of Tet, you know, and 67 when it led up to it. Where Kang served up around Pleiku, Kantu, and Dak To. That was our area of operation. So we had quite a bit of action going on before the Tet, you know. The thing that always amazed me is we never could figure out the tunnel warfare. You know, it goes back 10,000 years. I don't know why they didn't use cyanide gas, you know. They could have, but the Americans played by, you know, the rules, so to speak. And so chemical warfare, oh, we can't do that, but, you know, they could have punji sticks and every other kind of booby trap and inhumane, you know, trap like that. But I was an assault helicopter company section commander over there, 61st Assault. So we served, you know, everybody, you know, we flew with the Rocks and we flew with the Arvin. And it was an honor, you know. We were above the best. You guys. Thank you. Đây là trung úy Dan Hackerman đã từng là hoa tiêu trực thăng của đơn vị 63 phi đội 63 tấn công đã phục vụ cho 173 nhiệm vụ Hoa Kỳ. Ông đã có thời hoạt động những cái vùng mà chúng tôi hoạt động là Pleiku 30 phút, rồi Bồng Sơn, Tam Quang, Quy Nhơn cái gì đó. Very quiet. Yeah. Chính vì thế cho nên đó là quý vị cũng biết rồi, trong dân cũng là đang là chiến sĩ sở tình, tham chiến tại Nam Ích. Tâm tư
Step back, sir. Sau đây là anh phó hội trưởng sẽ dâng lời cầu nguyện. They didn't, they would never.
Thank you.